Dạ xin chào quý vị khán giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Bà con cô bác thân mến, hôm nay là mùng 2 Tết nè. Khương Dừa với bà xã Khương Dừa đi nhận quà Tết là một trái mít gần thúi. Đi nhận hồi từ 7 giờ sáng tới giờ 10 giờ mới về tới nhà. Cái xe chạy không được. Cái xe hay là hai vợ chồng mình mập quá ta. Không biết bà con cô bác chuẩn bị Tết nhất làm sao ha. Em ngồi lên anh đẩy cho anh chở em đi. Ở quê của Khương Dừa Tết nhất sao năm nay mà yên ắng quá không biết nữa. Nay không có nhạc sập sình, nhạc vui quá vui gì hết trơn. Thôi từ từ. Được được. Được. Xe của mẹ Khương Dừa cổ lỗ quá rồi, nó chạy hết nổi rồi. Nó đòi nghỉ hưu rồi. Bà bắt nó chạy hoài nó chạy không nổi. Đó Khương Dừa với lại gia đình nhỏ Khương Dừa về quê nội ăn Tết hôm qua mùng 1 Tết. Mỗi năm thì 26, 27 gì á, 28 Tết. Ồ cái máy nè. Đó không? Máy nhà chú Tám đẹp quá trời luôn. Ồ vàng rực luôn. Năm nay Khương Dừa bận bán mai cho nên 27, 26, 27, 28 Khương Hùng Dừa không về. Bữa bán xong là 27 Tết rồi. Cái 28, 29 Tết chuẩn bị nhà cửa. Rồi xong cái mùng 1 về quê ngoại vợ, rồi xong hôm qua về đây luôn. Mùng 4 Khương Dừa lên lại Sài Gòn đi chúc Tết ở trên Sài Gòn hết chạy nổi nữa. Đây là vườn mai của bên chú Sáu Hiền nè bà con cô bác. Năm nay ổng không có đi mai, ổng dưỡng để năm sau ổng đi tiếp. Đúng không? Thấy quên yên bình hả bà con quá. Quê Khương Dừa yên bình kìa ha. Ê nhanh nhanh về cô bán kem tới rồi kìa. Nhanh đi em ơi. Thôi đi 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 đi, nó chạy em đi tới nơi. Đây giới thiệu bà con bác. Con ghệ của Khương Dừa. Ghệ quen nhau 20 năm rồi, đúng 20. Đúng 18 năm rồi. Cưới nhau là 9 năm rồi. Đó. 9 năm là em đã về đây làm dâu. Chào cô. Tết lắm không cô? Dạ. Có lấy kem chưa cô? Dạ lấy rồi. Trời ơi hôm qua con chưa về là ăn trà sữa, nó nói là về nội ăn cà rem. Lấy mấy cây vậy? Sao không điện? Dạ. Tôi lấy rồi, nó lấy 15 cây rồi. Dạ 15 cây chắc đủ rồi đó. À đủ rồi, hết đủ. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ chúc con Tết vui vẻ nha. Dạ. Bà cô mùng 2 cô đi bán luôn hả? Cô nghỉ mùng 1 hả? Bán bữa nay mùng 1 cô nghỉ. Dạ. Tối ngày ông Hoàng Diện Tư con tối ngày nó đi coi con nó cười. Dạ. Dạ. Nó cười sặc sặc sặc. Dạ, cảm ơn cô nha. Chúc con Tết vui vẻ. Chúc mấy đứa vui vẻ luôn nha. Dạ dạ. Rồi, chúc con nhiều sức khỏe. Rồi, dạ, bye bye cô. Cà rem Phúc Tiến. Siêu ngon. Rồi. Vô khui mít em ơi. Đem cho mít đi em ơi. Đó. Không biết ông bà cô chú ăn Tết lớn không, nhà cũng vừa ăn Tết đơn sơ lắm. Dạ một vài chậu bông, một vài miếng mứt, không có rồi ở nhà có gà có vịt đó mình ăn thì vô lấy anh cái dao ấy mình ăn thì mình xuống mình bắt mình làm thôi. Dạ bà con cô bác thân mến, thì cũng nhân dịp Tết đến xuân về, Khương Dừa xin kính chúc toàn thể bà con cô bác mình với lại gia đình thật là nhiều sức khỏe. Có sức khỏe đi, có sức khỏe là có tất cả rồi. Gia đình mình thật là hạnh phúc, an khang thịnh vượng, năm sau làm ăn phát tài nha bà con cô bác. Và nhớ ủng hộ kênh Khương Dừa nha. Khương Dừa cảm ơn rất là nhiều. Đây mít của anh Tân, anh cho anh gửi mà ở nhà chưa có đi lấy, nay Khương Dừa đi lấy mà nó muốn hư rồi nè. Mít ruột đỏ đầu năm khui mít ruột đỏ cho nó đỏ rồi. Dạ bà con cô bác thân mến, thì nhân dịp mùng 2 thì Khương Dừa cũng muốn quay cái clip này để Khương Dừa gửi là cảm ơn cũng như là gửi lời chúc mừng đến với bà con cô bác. Dạ cái thứ hai nữa là Khương Dừa cũng xin hồi bữa Khương Dừa làm phim Trùm Nổ á, Khương Dừa đăng thông tin lên là sẽ phát sóng vào lúc 20 giờ 30 tháng 1 2022. Dạ tuy nhiên thì Khương Dừa dự kiến vậy á, lúc lúc mới mình mới quay thì mình dự kiến vậy. Khương Dừa
tính Tết. Rồi, phụ anh đi. Có thằng con em bẻ anh mấy cái lá ổi hay gì anh chùi. Ờ. Khương Dừa dự kiến thì chắc Tết nhất bà con cô bác sẽ có ở nhà, rồi Khương Dừa làm cái phim trùm nổ để bà con cô bác xem. Dạ, nhưng mà thực sự là trong năm 2021 thì dịch bệnh hết 5-6 tháng rồi, cho nên là các nhà sản xuất rồi cũng như là các anh chị nghệ sĩ diễn viên họ cũng ở nhà luôn, không có làm được gì hết trơn. Cho nên khi hết dịch đó thì là nhà của nhà mình không mình cởi khẩu trang đi. Hết dịch thì các nhà sản xuất cũng như là các anh chị em nghệ sĩ bắt đầu tập trung vô sản xuất rất là nhiều phim, trong đó có Khương Dừa nữa. Thì trước đó thì có rất nhiều phim chiếu rồi, và rất là được nhiều bà con cô bác yêu thương ủng hộ. Và rồi Khương Dừa cũng theo lịch Khương Dừa cũng chiếu, nhưng mà cái phim của Khương Dừa ra đúng cái lúc mà đúng ngày đúng giờ luôn, là có 2-3 phim nữa của các anh chị em nghệ sĩ nữa. Những phim của các anh chị em nghệ sĩ thì được đầu tư cũng tốt lắm, cũng nội dung cũng hấp dẫn lắm. Họ đã chiếu trước thì bà con cô bác đã xem trước, đã theo dõi rồi, cho nên là khi mà Khương Dừa chiếu lên thì hơi mất lợi thế một xíu, bà con cô bác không biết để xem. Với lại cái thứ hai nữa là Khương Dừa đổi cái giờ lên sớm một xíu, bà con cô bác không biết, cho nên cuối cùng phim trùm nổ của Khương Dừa đến nay thì ngày thứ 3 rồi mà chưa được 400.000 lượt xem nữa, thì cũng hơi buồn so với lại trùm nổ phần 1. Dạ. Thì xong rồi bà con cô bác cũng thương Khương Dừa lắm, cũng an ủi động viên, thì Khương Dừa cũng cảm ơn rất là nhiều. Bà con cô bác cũng gợi ý cho Khương Dừa làm nên chuyển sang một cái ngày khác để phát, để bà con cô bác có thể xem được tất cả các phim của Khương Dừa, rồi phim của các anh chị em đồng nghiệp luôn đó. Cho nên Khương Dừa thấy rất là hợp lý và Khương Dừa cũng nghĩ như vậy. Cho nên hôm nay Khương Dừa cũng quay cái clip này cũng xin chia sẻ bà con cô bác một lần nữa, cho Khương Dừa xin lỗi là Khương Dừa sẽ xin phép chuyển cái giờ phát sóng của phim Trùm Nổ lên lúc 17:30 thứ sáu tuần này. Dạ, thứ sáu tuần này là ngày 4 tháng 2 không ạ? 4 tháng 2, ngày này là ngày 2, ngày mai ngày 3, ngày thứ sáu là ngày 4. Dạ, cụ thể là chính xác là sẽ phát sóng vào lúc 19:30 thứ sáu tuần này, ngày 4 tháng 2 2022. Qua đây ngồi nè, qua đây ngồi, ngồi đây nè cho nó tình cảm, qua đây ngồi, bắt ngồi, trời ơi, ngồi xa cách quá vậy, quay cho nó đẹp đó. Dạ, hy vọng là bà con cô bác cũng sẽ thông cảm cho Khương Dừa và sẽ ủng hộ Trùm Nổ, và hy vọng Trùm Nổ tập 2 sẽ đón nhận được nhiều sự theo dõi của bà con cô bác hơn. Mình thì nói chung là mình làm phim thì cũng đầu tư dữ lắm, cũng cố gắng dữ lắm. Dạ, nhưng mà cái gì cũng vậy bà con cô bác ơi, mình phát sao thì nó hơi bị mất lợi thế một xíu. Dạ, với lại cái nữa mình đổi giờ lung tung quá. Dạ, bản thân Khương Dừa thấy cũng bực bội Khương Dừa, huống chi bà con cô bác cũng thương Khương Dừa lắm, cũng đón từng ngày từng giờ để theo dõi để xem, mà đổi lịch lung tung xà beng chân, rồi bà con bác theo dõi không được. Với lại mấy ngày tết bà con cô bác cũng bận biểu, cho nên là lo trang hoàng nhà cửa không có theo dõi phim được. Với lại trong một ngày mà có quá nhiều phim thì dĩ nhiên bà con cô bác sẽ không có nhiều thời gian để xem hết, và bà con cô bác phải chia thời gian ra để xem. Thì có những bộ phim của các anh chị đồng nghiệp thì họ đã phát trước rồi, đã nội dung rất là hấp dẫn, rất là thu hút, cho nên bà con cô bác tiếp tục xem. Dạ, bà con cô bác không có xem phim của Khương Dừa. Đây mít ruột đỏ nè bà con cô bác, ngon không? Ngon lắm. Đây, Xuyên Dừa xin phép dùng thử miếng. Ngon quá, ngọt ngay. Này lột ra để ra nhà ăn, rồi là có khách hứa rồi tới mời khách. Cho nên là Khương Dừa xin thông tin lại như vậy bà con cô bác. Dạ, một lần nữa cũng xin lỗi bà con cô bác, không biết nói gì sao hơn nữa. Tình cảm bà con cô bác dành cho Khương Dừa quá nhiều quá lớn, nhưng mà mình
có nhiều bà con cô bác nói Phương Dừa sao ý y quá, sao mà giờ giấc phát sống nó bị lung tung quá. Dạ không phải đâu, không phải là mình lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng tôn trọng khán giả, mình cũng làm việc nó phải lịch đồ, nó phải có từ trước và nó phải cụ thể giờ giấc, không có thay đổi, không có thay đổi mà đột xuất đột ngột như vậy. Nhưng mà giờ tình hình sao tình hình là trong một cái khung giờ, trong một cùng một ngày mà có tới nè các anh, có tới 3 phim thì dĩ nhiên là một phim tới phim Phương Dừa thấy là 50 phút rồi, còn phim của các anh chị đồng nghiệp cũng là ba mấy 40 phút, có 3 phim là nó tới tốn hết là hơn 2 tiếng đồng hồ của bà con cô bác rồi, mà Tết nhất thì bà con cô bác còn phải đi chúc Tết nhà này nhà kia nữa, cho nên là đi qua đi con, cho nên là đi ngang ở sau con, đừng đi ngang kính, cho nên là bà con cô bác không có xem hết được. Với lại nói thì nói chứ mình cũng phải biết biết người biết ta đó, ông bà mình nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Dạ cho nên mình cũng thấy mình có nhiều anh chị nghệ sĩ diễn viên họ là chuyên nghiệp, họ là có sự theo dõi rất là lớn của quý khán giả, cho nên là tất nhiên là quý khán giả sẽ xem phim của các anh chị đồng nghiệp nhiều hơn. Cho nên thôi mình xin phép mình chiếu một cái múi giờ khác để mình bà con bác tiện theo dõi. Thì hy vọng tập 2 này sẽ lượt xem sẽ tốt hơn cái đó là cũng là một cả một cái công sức của các ekip của đội ngũ mà Khương Dừa mà chiếu giờ phát sóng rồi thay đổi tùm lum rồi bà con cô bác không theo dõi được, rồi phim nó không có được sự thu hút thì chắc chắn là ekip sẽ rất là buồn. Dạ Khương Dừa cũng cảm thấy có lỗi, nhiều khi mà mình làm như vậy thì mình làm như vậy thì nó không có thu hút thì chắc chắn là mình làm phần 3 thì mình không có cái mình không có tự tin để mình làm phần 3. Con đi qua đây, con đi vô nhà đi con. Bé bơi vô nhà đi để con hai mở hai gắt mít vô con ăn. Giỏi. Nè. Em lấy thêm lá ổi đi, lá ổi chùi cho sạch. Lá ổi lá vú sữa cũng được, lá mít cũng được. Ngon quá. Xin mời bà con cô bác. Sáng mùng 2 có trái mít ngon quá. Được. Tôi vừa thấy bà con cô bác cũng động viên phim Trùm Hổ hay lắm, cũng khen nhiều lắm, mà bên đó cũng có nhiều bà con cô bác cũng có góp ý chân thành về nội dung thì Khương Dừa cũng có cũng có ghi nhận để mình làm công việc này nè, mình phải liên tục đón nhận những cái góp ý của khán giả để có gì mình điều chỉnh cho phim sau. Thế Vĩnh chào ông bà cô chú con. Mình làm cho phục vụ cho bà con cô bác mà, cho nên mình phải luôn luôn lắng nghe, có sự phải tiếp thu ý kiến và sẽ có sự điều chỉnh. Dĩ nhiên là những cái ý kiến của quý khán giả là Khương Dừa sẽ ghi nhận lại hết, tại vì Khương Dừa đọc hết bình luận mà, Khương Dừa thả tim hết luôn. Mít ngon ha. Ồ, ngon rồi bà con bác, mình khui không có khéo bằng giống như anh Tân, anh nó thợ anh khui khéo lắm. Ban đầu phim Trùm Nổ Khương Dừa dự kiến là Khương Dừa quay 6 tập. Dạ. Nhưng mà chắc có thể là trong lúc quá trình quay. Trà sữa ơi, chào ông bà cô chú con. Chào ông bà cô chú nè, mặc đồ đẹp quá hả? Lại đây. Lại đây. Mắc cỡ hả? Dạ, trà sữa mới ngủ dậy bà con bác ơi. Mới ngủ dậy, máy chưa chạy.
Ban đầu dự kiến là 6 tập, tuy nhiên là trong quá trình quay thì ra quay đó là sáng tạo, sáng tác nhiều quá cho nên thời lượng nó sẽ dài hơn. Dạ bây giờ thì có thể phim là sẽ lên tới 9 tập. Dạ coi như là khi mà các anh chị nghệ sĩ, diễn viên, các anh chị đồng nghiệp, nhà sản xuất đó họ phát sóng xong hết rồi thì bắt đầu tới phim của Hương Dừa. Dạ. Hy vọng tới đó là con bác sẽ có nhiều thời gian để theo dõi ủng hộ phim Hương Dừa hơn. Hương Dừa đâu có biết đâu, mình biết, nói chung là dù cho thí dụ sau này cũng vậy, dù cho biết phim mình đi có đầu tư kinh khủng cả nào cũng vậy nữa, dàn diễn viên kinh khủng cả nào cũng vậy nữa, và được bà con cô bác trông chờ cả nào đi nữa, nhưng mà khi mà mình chiếu á thì dĩ nhiên thí dụ trong một cái thời điểm đó, ngay ví dụ bà con cô bác hay đi xem phim điện ảnh á, thường thường phim người ta cũng phải canh lịch, người ta canh phim này né phim kia, thứ nhất là để nói thì nó cũng bị chia lượt theo dõi ra. Dạ cái thứ hai để bà con cô bác tiện theo dõi. Dạ chứ một ngày mà có 24 tiếng à, mà bà con cô bác phải dành thời gian rất là nhiều, rồi Tết nhất nữa thành thời gian cho gia đình, cho bạn bè, tùm lum hết trơn à, mà bây giờ nhiều phim chiếu quá thì bà con cô bác dành hết thời gian xem phim đâu có làm được gì được. Cho nên sau này ví dụ cũng vậy, Hương Dừa mà có làm vậy thì Hương Dừa cũng phải dụ, cũng như có mình coi mình cũng phải né ra, phải tránh ra đó, nói chung tránh đụng nhau, nói chung ai cũng mong muốn là Tết nhất cũng mang một cái món ăn tinh thần để gửi tới quý bà con cô bác, quý khán giả. Đó bây giờ nhạc lên rồi nè, hôm như hôm qua nhậu xỉn quá hay gì đó, bây giờ bà con cô bác mới dậy để mở nhạc rồi bắt đầu nhậu nhạc tiếp. Lát hai chồng mình nhậu ha em. Sữa lai béo à? Hết rồi sữa. Sao sáng vậy mệt quá vậy? Tối hôm qua đi về đuối quá, kẹt xe được. Tối ngủ vậy. Con phụ cha nè. Hôm qua mình về con. Ừ. Phụ cha không? Hương Dừa Tết, Hương Dừa về nhà, Hương Dừa ở nhà không bà con cô bác ơi. Hương Dừa không có đi đâu á. Ở nhà giờ một năm 12 tháng mình đi suốt à. Mình đi đây đó, mình đi làm này làm kia. Cho nên là Tết nhất mình dành thời gian cho gia đình. Nhiều khi bạn bè thì chỉ dành thời gian xíu rồi đi gặp gỡ rồi về nội về ngoại thôi. Nội ngoại ở gần đây. Chứ con không có đi chơi, đi đâu xa quá. Đi xa quá mất hết ngày cái không có ở nhà chơi với ba mẹ mình được. Dạ Khương Dừa xin phép nhắc lại cái thời gian phát sóng của phim Trùm Nổi từ tập 2 nha bà con bác. Dạ phát sóng vào lúc 19:30 thứ sáu hàng tuần luôn nha bà con cô bác, bắt đầu từ tuần này, bắt đầu từ ngày 4 tháng 2 2022. Dạ bà con cô bác thông cảm giúp Khương Dừa nha. Khương Dừa xin lỗi rất là nhiều luôn, có nhiều bà con cô bác cũng biết là Khương Dừa lên phim trùng vào quá nên Khương Dừa mới đổi lịch. Có nhiều bà con bác chưa không có nắm cũng theo dõi Khương Dừa, cũng yêu thương Khương Dừa chờ đợi cũng trách móc Khương Dừa cũng không đi thôi, Khương Dừa gửi lời xin lỗi chứ Khương Dừa biết sao. Nói chung là mình được bà con cô bác yêu thương rồi, mình ra phim bà con cô bác đang chờ đợi để xem, tự nhiên mình đổi giờ mà không có thông báo. Dạ thông báo không kịp, cùng ngay lúc đó Khương Dừa mới biết là có mấy phim của các anh chị đồng nghiệp lên luôn, cho nên Khương Dừa mới quyết định đổi ngay tung tích tắc luôn. Hy vọng tuần này tập 2 sẽ thu hút hơn. Dạ với lại tập 1 thì là giống như là mang tính giới thiệu, mang tính chất giới thiệu, nó chưa có sự kiện, chưa có sự thu hút. Dạ tập 2 thì nó sẽ có nhiều cái nội dung diễn biến tiến triển phim hơn.
và bà con cô bác coi phim cũng hy vọng vẫn tiếp tục nhận được cái sự đóng góp của bà con cô bác để Khương Dừa hoàn thiện hơn. Làm nghề mà làm cái nghề này mình phải phải lắng nghe ý kiến. Mình làm chủ quan là không được á, mình làm chủ quan là thành ra mình làm cho mình xem luôn á, mà một mình xem mà. Tại này mình làm đông cho đông đảo bà con cô bác yêu thương quý mến mình theo dõi. Sang năm thì Khương Dừa cũng sẽ cố gắng, Khương Dừa làm những sản phẩm mới nó mang tính chất gần gũi dân dã, giới thiệu được quê hương con người Việt Nam đến bà con cô bác. Ngon quá ha. Về nhà của Khương Dừa ở quê nó thì nó hơi buồn xíu. Dạ, nhưng mà cảm giác này giống như mình đi nghỉ dưỡng vậy, đúng không? Giống như khu resort Khương Dừa nói, đây là khu resort của Khương Dừa ở dưới quê. Xíu Khương Dừa đi về ngoại chúc Tết, thắp hương cho bà ngoại, chúc Tết cô Út. Bà ngoại Khương Dừa mất hồi năm rồi, trước Tết năm rồi, hôm nay hơn năm rồi. Bà ngoại Khương Dừa bà con cô bác cũng thương nhiều lắm, cũng hỏi thăm đó. Mình lấy mít, mình lấy lá, mấy lá có gân gân nè, lá ổi, lá mít hay là lá vú sữa, lá chuối cũng được, mình chùi nó sạch lắm bà con ba. Mà loại mít này nó cũng ít ít nó chín là nó ít mủ. Ừ. Giờ xem. Dạ rồi thôi Khương Dừa với bà xã Khương Dừa nhân dịp năm mới chúc bà con cô bác đi em. Đây cô giáo, chúc đi cô giáo. Mắc cỡ nữa. Dạ xin kính chúc bà con cô bác thật nhiều sức khỏe nha. Dạ bà con cô bác nhớ Khương Dừa xin lỗi bà con cô bác, Khương Dừa đã thay đổi giờ phát sóng của phim Trùm Nổ vào lúc 19:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh Khương Dừa, bắt đầu từ 4/2/2022 luôn nha bà con cô bác, có nghĩa là thứ sáu hàng tuần sẽ lên một tập của Trùm Nổ. Dạ rồi Khương Dừa xin gửi lời cảm ơn và xin chúc bà con bác thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại bà con bác trong một video theo. Bye bye.